Tôi vừa nhận được cái đơn hàng tranh này anh em. Đây này, mấy cái tranh 3D tráng gương này này. Không hiểu sao đẹp vậy mà giá rất là rẻ luôn. Kiểm tra xem chất lượng như nào nữa. Bọc thì cũng khá là cẩn thận nè. Bọc còn mấy lớp xốp này. Đây sẽ là mấy cái đinh. Bọc cũng ổn đấy. Chưa bóc luôn này. Hai cái móc treo như này. Mặt trước họ dán như này. Chống xước. Khá là cẩn thận. Đi kèm là cái đinh. Đinh gắn tường này. Không cần phải khoan tường nhá. Bóc nào. Chuyển trên. Xong rồi đây anh em. Đẹp chưa? Nhìn xa mắt đẹp luôn, 60x40 nhá. Ba tranh tráng gương nên nhìn khá là đẹp, bóng nhá. Màu bên ngoài nhìn vàng hơn, anh em nhìn qua cam thì nó nhợt nhạt hơn, nhưng mà có vài nhược điểm. Ghim thủ công ở cái viền này này, vàng này ghim thủ công hơi xấu, thừa băng keo ở chỗ này. Nhìn kỹ thì mới thấy, không nhìn kỹ thì cũng chấp nhận được. Giờ sẽ đóng vào tường anh em. Đây, lúc đầu chúng ta đóng hờ hờ rồi, đóng nhẹ nhàng thôi, về sau sẽ đóng mạnh, đóng đều tay nhá. Xong bây giờ đóng mạnh rồi. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn, không bao giờ rơi. Đinh nó sẽ thụt vào trong này, khi sờ tay mà không bị sao. Rồi, chuẩn luôn anh em. Nước đây, cân luôn nhá. Chuẩn luôn. Chèn chèn. Anh em thấy sao? Đẹp đúng không? Hơi lệch một chút, vẫn đẹp. Có một vài đặc điểm như mình đã nói đây. Đấy, vẫn thừa keo. Kích thước 60-40 cũng hơi nhỏ nha anh em. To hơn nữa thì đẹp hơn. So với phong cách của mình là hơi nhỏ. Nói chung cũng ok.